Con gái nghe không? Bình tĩnh. Thôi vậy. Rồi, làm sao? Đứng lên không được xuống à, hồi nãy là ngồi xuống đứng dậy là khó khăn vậy đó. Ai người nhà là ai vậy? Bây giờ em dựng cái cho ông ngồi xuống đứng dậy thử coi sao. Giường kia ông đem bé rồi. Ngồi xuống thử coi sao. Rồi em ơi, em ơi đừng cảnh em ơi. Em đứng qua đây nè, đánh để cho mọi người quay. Rồi em đứng, em đưa ông lên đứng dậy đó đó. Không nổi hả? À, nó đau quá hay sao? Chân yếu nè. Đi bao lâu rồi? Mới bị chân này thì bị mới bị này cũng không nổi. Đi lâu rồi 10 năm chưa? Rồi, anh đứng dậy đi. Thôi bây giờ ngồi dậy, ngồi yên đó đi. Để cho nó giữ cái chân nó chút xíu. Để cái nó còn đau quá. Da bị tầy hay bị vậy hả? Nó bị rách vậy hả? Dạ. Bị lâu chưa? Chảy thì uống xe rồi. Uống xe này đây nó rách nè. Có miếng băng gì không? Để băng cái này, cái băng cá nhân á. Có thể nó không có điện, nó không cho xe uống xong. Hồi xưa làm gì? Dạy học kỳ giáo rồi. Mà nó bị cái này lâu chưa vậy? Lâu. Chưa giờ nó dậy hả? Không, giống như mình nhiễm độc. Màu da cam vậy. Chưa? Mà lưng có bị không? Có nghe không?
chưa nghe hả? Sáng nay có gì ăn chưa? Có. Coi cái này đây coi là đó. Rồi ngồi dậy. À, rồi ổn rồi uống thuốc gì? Không đâu, uống trước thì uống lâu. Không uống tay. Rồi không uống tay, không nên uống thuốc tay. Tại vì mỗi thuốc tây uống thuốc tẩy không? Thuốc tẩy thuốc nam nó sẽ gây được. Thuốc nam á là phải mua thuốc mà thuốc cây cỏ đó thì được, nhưng mà uống cái thuốc mà viên á là không được uống. Tại sao biết không? Tại vì á là hiện nay á là anh có một cái hiện tượng rất là rõ là bụng to mặt đầy. Cái này do là bị corticoid. Mình tưởng là mình uống thuốc nam, nhưng cuối cùng là gặp cái ông thầy thuốc á, ông bỏ cái dexamethasone trong đó, ông bỏ cái corticoid trong đó, thành ra là anh uống anh bị cái này đó. Mà uống vitamin C á, vô không có bù lại được đâu, thành ra là mới rách da rách thịt vậy. Thấy đó, thấy không? Tôi nói vậy để cho biết là cái người mà đang cho anh uống thuốc mà gọi là thuốc nam á, là người đó đang giết dần mòn anh á, chấm dứt ngay với người đó liền. Tôi không biết gì cái sự liên hệ gì anh đối với người thầy thuốc đó, quen biết bạn bè gì, nhưng mà chấm dứt ngay lập tức, tại vì họ cho thuốc anh đang bị cái thuốc làm cho cái này gọi là hội chứng Cushing, tức là hội chứng của người mà dùng nhiều corticoid. Đó mà dấu hiệu anh đang bị, bây giờ anh bỏ hết giùm tôi đi, bây giờ anh quyết tâm anh dùng cái phương pháp mà em cố gắng giúp cho bố em ha, chườm đá nhịn ăn, nhưng mà trưa nay phải cho ăn cho ngon đầy đủ đàng hoàng cho tôi nha, rồi hút không khí, tập luyện sáng chịu khó dắt ông già đi bộ một chút xíu, nếu đi không được thì ngồi hút và đứng tím cho hút cho ông già, hiểu không? Tại vì là bây giờ ông yếu lắm, mà cái này là chỉ hại thêm thôi. À, ok à, rồi cho nên bây giờ anh làm vậy là sau này xương anh nó gà rượu rã hết, mình tưởng đâu là tốt nhưng mà cuối cùng hại cho mình. Rồi bây giờ đứng lên tự nhiên đi, đứng lên tự nhiên giờ không sợ nữa, rồi bước lên từ từ đi, mọi người thấy khác rồi. Anh Phan Phan đây, tôi đang làm gì rồi bác cứ đi tới đây. À, rồi đứng lại quay với tôi, thấy khác chưa? Thấy bây giờ đứng đồn hai của hai đang dựa, nhưng mà giờ ngồi thử coi không ngán đấy, đứng về đi, khác rồi. Trời ơi, không quay hai chân lại, quay hai chân lại, người anh chân lại nó khổ vậy. Rồi xin qua đây nha. Trời ơi, tôi thấy ông tôi thương ghê lắm. Trời ơi khổ ghê, mình ở quê ở đầu làng rồi mình không biết, rồi bệnh hoạn mình, rồi gặp những người làm buồn mình quá. Thấy không, cố gắng thôi. Bây giờ phải chườm đá rồi nhịn ăn đừng cho tôi. Dạ. Bây giờ bỏ, bây giờ không có thuốc nam thuốc ní, bây giờ mấy người đó hại mình hết rồi. Dạ. Ra cuối cùng mình đi tránh thuốc tây thì tao nói là gì, tránh gì, tránh như dưa gặp dưa. Thuốc nam không đâu, thuốc mã lai nhập về bị thế này, thuốc vùng quốc cũng vậy. Vâng, Malaysia. Thôi bây giờ là mình chữa bệnh không dùng thuốc đi. Đi, cho nó chắc ăn. Bây giờ có người ta vì đồng tiền người ta tàn ác quá.
là không còn lương tâm nữa, về biết tiền thôi. Ngày mai á là tới cái bài, em ơi, ngày mai tới cái bài chữa thần kinh tọa đó, em chịu khó em giúp cho bố em á, học cho tốt nha, về cái làm cho bố cái đó thì gặp tôi này đây là ok rồi. Tôi sẽ cố gắng để hướng dẫn để cho làm cái đó. Thì vì bữa nay là mình làm nó là một mặt gì thôi, còn nó là có chuyện này sao không tìm ha. Giờ không có mổ biết nữa nha. Bây giờ con người ta vì đồng tiền người ta tàn ác với nhau quá ha. Khổ cho mình đã nghèo rồi còn mắc eo nói gì với đứa này nghèo đâu. Ngon lành đi, không dán tay nữa. Ê, rồi bình tĩnh, ngon lành đàng hoàng. Ngon lành, rồi đứng chồng đợi tôi, nghe không? Đấy, rất là thương. Rồi bây giờ đây thứ năm tôi sẽ chữa cho anh buổi sáng nữa, trước khi tôi đi Hà Nội. Bây giờ anh ngồi xuống cho mọi người thấy sướng đi. Bây giờ chân bắt đầu khá lên rồi đó. Rồi đứng dậy. Rồi quá ngon. Rồi, vậy nha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.